Hello, xin chào bạn. Trong cái video này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn tổng quan về TikTok và cách cài đặt một tài khoản khi mà chúng ta lập tài khoản TikTok. Thì TikTok đó thuộc sở hữu của doanh nhân Trương Nhất Minh, sinh năm 1983, người Trung Quốc. Thì ông ấy đã thành lập công ty Bitdan vào năm 2012 và phát triển cái công cụ tổng hợp tin tức Toutiao và nền tảng chia sẻ video TikTok. Thì đây là một cái nền tảng có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Đây chúng ta có thể thấy bên này, nó hơi nhỏ một chút. TikTok đến cuối năm 2019 ấy, thì nó có cái tốc độ phát triển chỉ đứng sau WhatsApp thôi nhé. Và hiện nay thì nó đã có mặt ở gần 160 quốc gia với 40 ngôn ngữ. Và sắp tới đây thì nó sẽ liên kết với Lazada. Theo thông tin thì như vậy, cho nên là nó rất là tiềm năng và hiện nay thì cũng có rất là nhiều người đã bắt đầu chuyển sang nền tảng TikTok bởi vì nó có nhiều cái cơ hội phát triển và nó còn đang rất mới. Và để cài đặt tài khoản hay là muốn tạo một tài khoản ấy, thì chúng ta cần phải chuẩn bị một số điện thoại và một email. Cái số điện thoại và email này thì phải mới hoàn toàn nhé, chưa từng tạo một tài khoản TikTok nào cả. Thứ nhất, chúng ta sẽ phải chọn cái sở thích theo cái chủ đề của mình làm. Có nghĩa là sao? Mình phải chọn vào những cái mục mà chúng ta muốn TikTok gợi ý. Như ở đây, khi mà chúng ta tạo tài khoản, nó sẽ hỏi ngày tháng năm sinh đúng không? Và nó sẽ hỏi chúng ta thích cái gì. Thì chúng ta phải tích vào những cái mục mà chúng ta muốn TikTok gợi ý cho mình để mình có thể mình xem hoặc là mình tham khảo. Cái thứ hai đó là chúng ta phải cập nhật trong cái hồ sơ của chúng ta. Khi mà chúng ta kích vào cái nút ba chấm này này, nó sẽ ra cái mục là hồ sơ và chúng ta có thể thay đổi hoặc là kích vào mục sửa hồ sơ này này, nó sẽ ra một cái đoạn như thế này. Nó có giới hạn 150 ký tự để chúng ta có thể là điền thông tin vào đây nhé. Thì chúng ta cũng lưu ý là khi mà chúng ta mới lập kênh thì chúng ta nên đưa vào đây cái chủ đề của kênh hoặc là một cái triết lý nào đó mà chúng ta thích. Bởi vì là nếu chúng ta là kênh mới mà chúng ta tham quá, chúng ta cứ muốn là đưa link YouTube hoặc là link Facebook hoặc là một cái link trang web nào đó thì YouTube nó sẽ làm giảm cái lượng tiếp cận của chúng ta nhé. Đây là một cái chú ý rất là quan trọng. Và tiếp theo thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nâng cấp lên cái tài khoản Pro. Tài khoản Pro là gì? Thì chúng ta cứ hiểu nôm na rằng tài khoản Pro nó giống như cái fanpage của chúng ta, còn tài khoản cá nhân nó giống như cái Facebook. Thì để mà đo lường được các thông số giúp chúng ta hiểu được là cái kênh có phát triển hay không hay là cần phải điều chỉnh gì thì chúng ta cần phải lên tài khoản Pro. Và khi mà chúng ta vào số 3 chấm ở góc này này, nó sẽ có mục quản lý tài khoản. Và ở cái mục quản lý tài khoản đấy thì chúng ta hãy kích vào cái nút là chuyển sang tài khoản Pro này nhé. Đấy, thì nó sẽ giúp chúng ta chuyển sang tài khoản Pro và chúng ta sẽ chọn là tài khoản cá nhân nhé, tác giả, chọn tác giả và chúng ta sẽ chọn một trong những cái chủ đề mà chúng ta muốn giới thiệu cho khách hàng nhé. Ở đây thì nó hơi khác một chút, cái vừa rồi thì là chúng ta tích vào những cái mục mà muốn TikTok gợi ý cho chúng ta, còn ở đây thì chúng ta sẽ tích vào những cái mục mà chúng ta muốn TikTok đề xuất đến những người dùng. Đấy, nó ngược với cái vừa rồi nhé. Đây, ví dụ chúng ta làm về làm đẹp này, về sức khỏe thì chúng ta chọn về mục làm đẹp hoặc thời trang. Còn nếu chúng ta chia sẻ về kinh doanh online hoặc là đào tạo chẳng hạn thì chúng ta có thể chọn giáo dục. Còn chúng ta làm những cái mảng về, về thuốc hoặc là liên quan đến sức khỏe thì có thể chọn y tế sức khỏe chẳng hạn, đúng không? Hoặc là chúng ta làm về đồ ăn, về thực phẩm thì chúng ta có thể chọn thực phẩm đồ ăn. Thì tùy từng ngành mỗi người sẽ có những cái lựa chọn khác nhau nhé.
thì khi mà chúng ta chọn được tài khoản pro thì chúng ta mới có được cái số liệu phân tích như thế này. Sau độ khoảng 2-3 ngày gì đó thì TikTok nó sẽ trả về cho chúng ta một cái số liệu, nó giống như là cái số liệu mà trong cái fanpage của Facebook ấy. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là nó có một số những cái thông tố số như là lượt xem video này, trong 7 ngày này thì cái lượt xem video nó tăng hay nó giảm, hoặc là nó có biến động như thế nào, thì nó sẽ ở đây lượt xem video này. Cái thứ hai là lượt follower, có nghĩa là người đang theo dõi chúng ta này, cũng thống kê trong vòng 7 ngày này xem cái biểu đồ tăng giảm như thế nào này, đang lên đúng không, ví dụ. Và chúng ta sẽ thấy rằng là một cái video của mình nó có hấp dẫn hay không, người ta có xem hết hay không, thì nó nằm ở cái mục này nhé. Ví dụ một cái video của mình nó dài 8,3 giây mà cái thời gian xem trung bình là 10 giây, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trung bình một người đã xem hơn một cái video nhé. Vì vậy là cái nội dung của chúng ta ở đây rất tốt nếu đạt được cái chỉ số này. Còn nếu mà ở đây cái lượng thời gian xem trung bình mà thấp hơn cái độ dài của video thì chúng ta cần phải xem lại tại sao người ta không xem hết và tại sao họ lại chỉ xem đến nửa chừng, và chúng ta cần điều chỉnh điều gì. Thông số tiếp theo đó là gì? Lù nguồn lưu lượng truy cập. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là chủ yếu nó đến từ xu hướng đúng không, là 97%. Vì vậy là cái việc mà chọn được hashtag hay là cái từ khóa nó rất là quan trọng, thì cái phần này mình sẽ giới thiệu ở phía sau. Và một cái nội dung nữa khá là quan trọng đó là gì? Đó là chúng ta sẽ biết được lượng cái người xem trên kênh của chúng ta là nam hay là nữ, tỷ lệ bao nhiêu và giới nào thì đang đứng đầu. Ví dụ chúng ta làm ngành làm đẹp liên quan đến phụ nữ chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải cần là nữ giới nhiều hơn, còn một số những cái ngành khác thì cần phải nam giới nhiều hơn. Thì đây chúng ta tùy từng ngành mà chúng ta cần phải xem và chúng ta cần phải điều chỉnh lại để hướng đến cái đối tượng khách hàng mục tiêu của mình nhiều hơn. Và ở phía dưới này thì là địa điểm nổi bật, có nghĩa là chúng ta đang làm ở thị trường Việt Nam thì 97% là Việt Nam thì ok. Nếu mà chúng ta vô tình chúng ta có thể có những cái hashtag mà tiếp cận đến khách nước ngoài thì chúng ta cũng cần phải chú ý điều chỉnh ở đây nhé. Và dưới này nó thống kê cái giờ hoạt động của những người theo dõi chúng ta. Chúng ta thấy rằng là vào những cái giờ cao điểm hay là những cái giờ vàng, trong cái ví dụ này nhé, thì nó là 12 giờ này và khoảng 8-9 giờ tối thì những cái người follow mình họ đang online. Thì đấy cũng là chính là một cái khoảng thời gian rất đẹp để chúng ta up cái video của mình lên trên kênh, để chúng ta có thể là đón nhận được nhiều lượt xem hay là nhiều lượt bình luận, thả tim gì đó. Và khi mà mới tạo một tài khoản ấy, trên bất kỳ một nền tảng nó cũng vậy thôi, thì chúng ta cần phải tạo được cái uy tín cho kênh của mình. Nếu mà chúng ta tạo rồi vứt đó, hoặc là chúng ta đi spam này kia, thì TikTok nó sẽ không đánh giá cao cái kênh của mình. Vì vậy là mình sẽ cần phải tạo uy tín cho kênh mình bằng cách là gì? Chúng ta sẽ phải dành một khoảng thời gian trong ngày, tối thiểu nó khoảng 30-60 phút ấy, để chúng ta online chúng ta có thể là gì, đi theo dõi người khác này, bình luận vào cái tài khoản của người khác này, rồi follow họ này. Tất nhiên chúng ta hạn chế tối đa cái việc là đi spam nhé. Có thể là chúng ta cứ có một câu xong chúng ta đi ném hết sang tài khoản này rồi đi comment tài khoản kia thì có thể nó sẽ đánh giá là spam nhé. Chúng ta cứ đi lướt xem của người khác rồi chúng ta bình luận bình thường, để chúng ta chứng minh cho TikTok thấy rằng là đây là một cái tài khoản thực và có những cái hoạt động bình thường nhé. Và để tăng uy tín thì chúng ta cũng có thể đi xem đối thủ hay là những cái người cùng ngành của chúng ta, họ đang up những nội dung gì, họ đang nói về chủ đề gì, hay là cách diễn, hay là cái sự phát triển của kênh của họ như thế nào, để chúng ta tham khảo, để chúng ta bắt đầu xây dựng cái kênh của mình. Và sau khoảng 2-3 ngày lập kênh thì chúng ta sẽ bắt đầu cái video đầu tiên, để TikTok nó không nghĩ rằng là mình là người đi spam, vừa mới lập tài khoản đã lập tức up video.
Thì và trong cái khoảng thời gian 2-3 ngày này thì mình cũng nên chuẩn bị một số lượng kha khá những cái video để mình up lên kênh của mình. Và chúng ta sẽ phải chuẩn bị về phần mềm nhé. Chúng ta chú ý rằng là chúng ta phải mua phần mềm bản quyền hoặc là dùng những cái phần mềm miễn phí mà nó không có logo nhé. Bởi vì là khi mà chúng ta up lên trên TikTok mà bản miễn phí nó có dính logo thì TikTok nó sẽ hiểu rằng là bạn đang quảng cáo trá hình cho cái phần mềm đó. Và hiện nay thì TikTok nó đang hạn chế tối đa cái việc là quảng cáo hay là seeding lộ liễu ở trên cái nền tảng của nó, bởi vì là tới đây nó sẽ liên kết với một cái trang thương mại điện tử chẳng hạn để nó quảng cáo. Vì vậy là nếu mà chúng ta cứ quảng cáo trên kênh của nó thì nó sẽ rất khó khi mà nó muốn thu tiền ở các nhà tài trợ khác. Vì vậy là chúng ta phải chú ý đến vấn đề bản quyền và không dính logo. Ở đây là hai cái phần mềm mà nhiều TikToker họ hiện nay họ đang rất ưa chuộng, đó là gì? Khai Master này và phần CapCut này. CapCut này là bản tiếng Anh hoặc là tiếng Trung thì tùy mọi người. Và chúng ta cũng cần phần bị chuẩn bị một cái phần outro là gì? Outro là cái phần kết thúc của video ấy, kêu gọi like, share, comment hoặc là thả tim ở phần cuối video thì nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 giây gì đó.